Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hỏi Đáp chia sẻ kiến thức nha khoa của Nha khoa Lê Đông. Tôi là bác sĩ Thùy Linh, bác sĩ trực thuộc Nha khoa Lê Đông. Niềng răng có thể mang lại một hàm răng đều đẹp hoàn hảo. Tuy nhiên, quá trình niềng răng kéo dài 1 đến 3 năm có thể gây ra nhiều bất tiện trở ngại. Mà một trong số đó chính là việc đeo liềng lâu khiến quá trình vệ sinh răng miệng gặp nhiều khó khăn, từ đó có thể khiến răng ố vàng, ngả màu. Nhiều người nghĩ ngay đến phương pháp tẩy trắng răng để cải thiện. Tuy nhiên, có nên tẩy trắng răng trong quá trình niềng răng hay không? Hãy cùng chúng tôi giải đáp trong video này nhé. Tẩy trắng răng là gì? Trước khi trả lời câu hỏi có nên tẩy trắng răng trong quá trình niềng răng hay không, chúng ta cần hiểu về tẩy trắng răng trước đã nhé. Hàm răng đóng một vai trò quan trọng, không chỉ đáp ứng chức năng ăn nhai cần thiết mà còn phải mang lại sự thẩm mỹ hài hòa cho khuôn mặt. Ai cũng mong muốn có được hàm răng trắng sáng, mang đến một nụ cười đẹp và sự tự tin trong giao tiếp. Bên cạnh đó, khi tuổi tác lớn dần hay do những thói quen khác như thường dùng các thức ăn, nước uống có màu sậm, hút thuốc lá sẽ làm cho màu răng ngày càng sậm dần, gọi là bị nhiễm màu. Vì thế, công nghệ tẩy trắng răng ra đời được xem như là một phương pháp cải thiện thẩm mỹ hiệu quả, đáng tin cậy. Tẩy trắng răng là quá trình làm màu răng sáng hơn, trắng hơn so với màu răng ban đầu. Để làm màu răng sáng hơn, người ta dùng hóa chất hoặc kết hợp hóa chất với năng lượng ánh sáng để làm răng trắng ra bằng phản ứng oxy hóa, cắt đứt các nối đôi của chất hữu cơ tạo màu trong răng. Nguyên nhân gây răng ố vàng, xỉn màu khi niềng. Theo số liệu thống kê, có đến hơn 70% người gặp vấn đề về răng bị ố vàng, đổi màu sau khi niềng răng ở các mức độ khác nhau. Răng bị vàng, đổi màu không phải là do các khí cụ niềng răng, bởi vì hệ thống dây cung và mắc cài được tạo thành từ những hợp chất an toàn cho khoang miệng. Chính vì thế mà nó không gây ảnh hưởng gì đến sức khỏe răng miệng, không gây bất kỳ kích ứng nào và không làm cho răng bị vàng. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu những nguyên nhân khiến răng bị ố vàng, xỉn màu trong lúc thực hiện chỉnh nha niềng răng nhé. Theo chia sẻ của các bác sĩ chuyên về chỉnh nha, nguyên nhân chủ yếu gây răng bị ố vàng khi niềng răng thường là do vệ sinh răng miệng không đúng cách. Đây là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các bệnh lý về răng miệng cũng như tình trạng vàng răng. Khi niềng răng, hệ thống dây cung và mắc cài được gắn trên bề mặt răng để tạo lực dịch chuyển răng về đúng vị trí trên khung hàm. Những khí cụ này tạo điều kiện cho thức ăn thừa, vi khuẩn, màng bám dễ bám dính lại, tích tụ thành vôi răng gây vàng răng. Nếu như không được vệ sinh răng miệng sạch sẽ đúng cách, theo thời gian, vi khuẩn trong màng bám sẽ hấp thụ đường trong thức ăn mà bạn bổ sung hàng ngày và chuyển hóa thành các loại axit. Loại axit này có thể gây kích ứng lợi, gây ra một số vấn đề về răng miệng như sâu răng, viêm lợi, hôi miệng. Thời gian cho một ca niềng răng có thể kéo dài từ 1,5 đến 2 năm tùy thuộc vào các trường hợp nặng nhẹ. Nếu không vệ sinh răng miệng tốt trong khoảng thời gian này, sẽ khiến cho tình trạng răng miệng trở nên rất tệ. Vì thế, việc loại bỏ sạch các mảng bám ở trên răng và xung quanh mắc cài là rất cần thiết và cần được làm thường xuyên. Đây chính là biện pháp tốt nhất giúp giảm thiểu nguy cơ gây các bệnh lý về răng miệng, giúp răng khỏe mạnh và đảm bảo kết quả niềng răng tốt. Do lựa chọn sai sản phẩm chăm sóc răng miệng, bên cạnh việc vệ sinh răng miệng sạch sẽ đúng cách, thì người bệnh cũng cần phải lựa chọn những sản phẩm chăm sóc răng phù hợp. Thường thì mọi người vẫn nghĩ rằng các dụng cụ vệ sinh răng miệng cho người niềng răng cũng giống với người bình thường. Tuy nhiên, việc này cần tỉ mỉ hơn rất nhiều. Do hệ thống dây cung mắc cài phức tạp trên thân răng, nên bạn phải lựa chọn những loại bàn chải đánh răng có thể dễ luồn lách được vào các kẽ răng, mắc cài và dây cung, và kết hợp sử dụng thêm tăm nước và chỉ nha khoa để có thể làm sạch sâu hơn. Kem đánh răng và nước súc miệng cũng vậy. Nếu lựa chọn sản phẩm không phù hợp, sử dụng kem đánh răng với nồng độ fluoride cao sẽ tạo nên các mảm bám trên răng, khiến cho việc vệ sinh răng miệng trở nên khó khăn và bị cản trở nhiều. Ngoài ra, các loại nước súc miệng có chứa minoxidil cũng khiến răng bị vàng nếu sử dụng dài ngày. Hiện nay, trên thị trường có một số loại kem đánh răng chuyên dụng dành cho người niềng răng. Bạn có thể cân nhắc sử dụng thay thế cho các loại kem đánh răng thông thường đang sử dụng để bảo vệ màu răng tốt hơn, đồng thời ngăn vi khuẩn trong các kẽ niềng. Dùng thực phẩm gây đổi màu răng, sử dụng đồ uống có màu dễ khiến răng bị đổi màu, ố vàng khi niềng răng. Sử dụng các đồ ngọt, đồ ăn thức uống có màu đậm cũng có khả năng làm thay đổi màu răng. Các loại đồ ăn thức uống có thể gây vàng, ố răng bao gồm củ dền, Coca-Cola, cà phê, các loại rượu đỏ, quả mâm xôi. Màu từ các loại thực phẩm dễ đọng lại trên dụng cụ chỉnh nha và rất khó làm sạch. Nếu bạn cố gắng chải thật mạnh để loại bỏ màu bám dính trên các dụng cụ chỉnh nha, có thể khiến dây cung niềng răng bị tuột. Còn nếu như bạn chải nhẹ thì không thể loại bỏ hết được màu bám đọng lại, khiến cho răng dễ bị vàng và ố màu. Tác dụng phụ của một số loại thuốc kháng sinh. Nhiều loại thuốc kháng sinh có chứa thành phần gây vàng răng. Đối với một số người, các loại thuốc kháng sinh có thể khiến men răng ngả màu như tetracycline, doxycycline, histamine, albuterol,
thói quen hút thuốc lá. Hút thuốc lá cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ố màu men răng. Trong thuốc lá có chứa hoạt chất nicotine, khi phản ứng với oxy trong không khí sẽ tạo thành hoạt chất có màu vàng. Chính vì vậy, nếu thường xuyên hút thuốc lá trong quá trình niềng răng có thể gây ố màu men răng. Đặc biệt, hút thuốc lá còn tăng nguy cơ gây một số bệnh lý về răng miệng như hôi miệng, khô miệng, sâu răng và có thể làm ảnh hưởng đến kết quả niềng răng. Nhiễm fluor. Tuy fluor là khoáng chất cần thiết giúp tái khoáng men răng và phòng ngừa sâu răng, nhưng nếu bổ sung quá nhiều fluor, có thể làm xuất hiện các đốm màu trắng đục hoặc vàng trên bề mặt răng. Tình trạng này sẽ nhanh chóng thuyên giảm khi giảm lượng fluor trong quá trình ăn uống và chăm sóc răng miệng. Có nên tẩy trắng răng trong quá trình niềng răng không? Theo các chuyên gia nha khoa, ta không thể tẩy trắng răng khi niềng răng được. Trong quá trình niềng răng, bạn không nên tẩy trắng răng vì những lý do sau đây. Trong giai đoạn niềng răng, các khâu và mắc cài gắn trên răng sẽ làm quá trình tẩy trắng răng trở nên khó khăn hơn. Thêm vào đó, răng đang dịch chuyển nên dễ nhạy cảm hơn và dễ e buốt nhiều hơn, thông thường. Sau khi tháo mắc cài khoảng 3 đến 6 tháng, khi răng đã ổn định thì bạn mới nên tiến hành quá trình tẩy trắng răng nếu muốn. Vì trong quá trình niềng răng, thức ăn và mảng bám tồn đọng nhiều trên răng có thể gây ra sưng lợn, nhiều cao răng. Do đó, những người này cần phải lấy cao răng, đợi lại ổn định bình thường trở lại. Sau đó từ 1 đến 2 tuần rồi tẩy trắng răng. Để chắc chắn hơn, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ thời điểm nào tẩy trắng răng sau niềng răng thích hợp nhất. Nhiều người sau khi niềng răng đã bỏ đi được khuyết điểm răng lệch lạc hay hô móm, nhưng màu răng tối mà bị xỉn màu. Trong suốt quá trình niềng răng kéo dài từ 1 đến 3 năm cùng với việc đeo mắc cài, dây cung trên răng khiến thức ăn khó được làm sạch và ngấm màu vào men răng. Dần dần, hàm răng sau khi được tháo mắc cài sẽ bị ố vàng. Để cải thiện được điều này, người ta đã tẩy trắng răng sau khi niềng răng. Vì hàm răng mọc đều, không thể thiếu đi sự trắng sáng để đem lại nụ cười tươi tắn và đẹp nhất. Sau khi hoàn tất ca niềng răng, chỉnh nha, bạn có thể tiến hành tẩy trắng răng như bình thường. Thủ thuật này hoàn toàn không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe răng miệng, nên bạn hãy yên tâm. Tuy nhiên, cần lưu ý, bạn không được phép tẩy trắng răng ngay sau khi vừa tháo niềng răng, bởi vì trải qua từ 18 đến 24 tháng đeo khí cụ chỉnh nha, men răng và mô lợi vẫn còn rất yếu và chưa ổn định. Do đó, nếu bạn tiến hành tẩy trắng răng ngay, thuốc tẩy trắng và năng lượng ánh sáng có thể gây ra những tổn thương ở răng và lợi, dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như răng bị e buốt, đau nhức kéo dài, viêm lợi, mòn men răng, tiêu chân răng. Chính vì thế, sau khi tháo niềng răng ít nhất 1 tháng, bạn mới có thể tiến hành tẩy trắng răng. Ngoài ra, thủ thuật tẩy trắng răng sau khi niềng răng, chỉnh nha chỉ được thực hiện cho những bệnh nhân trên 17 tuổi. Còn những trẻ em dưới 16 tuổi trở xuống thì việc tẩy trắng răng là rất có hại. Làm thế nào răng giảm ố vàng khi niềng? Để hạn chế tình trạng niềng răng bị ố vàng thì chăm sóc răng miệng là điều hết sức quan trọng. Bạn có thể tham khảo và làm theo một số hướng dẫn sau. Chải răng, vệ sinh răng miệng đúng cách. Chải răng là cách tốt nhất để loại bỏ mảng bám và thức ăn thừa còn sót trên răng. Hàm răng khi niềng răng lại càng phải được làm sạch thường xuyên và đúng cách. Cụ thể như sau: sử dụng bàn chải có lông mềm, có thể len lỏi vào các ngóc ngách kẽ răng mà không gây tổn thương tới lợi. Chải răng 4 đến 5 lần, kết hợp vệ sinh bằng chỉ nha khoa. Chải răng nhẹ nhàng, cần chú ý làm sạch ở các kẽ răng, mắc cài, dây cung, khung niềng. Chải răng theo chiều dọc, làm sạch cả mặt ngoài và mặt trong của răng. Thường xuyên thay bàn chải. Sử dụng bàn chải chuyên dụng và chải răng đúng cách khi niềng răng. Nên xỉa răng bằng máy tăm nước hoặc chỉ nha khoa. Máy tăm nước hoặc chỉ nha khoa là dụng cụ vệ sinh răng miệng. Các chuyên gia khuyên bạn nên dùng để làm sạch mảng bám thức ăn thừa, vì đây là nguyên nhân chính khiến hàm răng của bạn bị ố vàng. Kết hợp chải răng và sử dụng chỉ nha khoa để làm sạch các kẽ răng và mắc cài. Dùng các nguyên liệu thiên nhiên làm trắng răng. Để cải thiện tình trạng ố vàng trên răng mà không cần phải tẩy trắng răng, bạn có thể sử dụng các nguyên liệu như sau: dầu dừa, giấm táo, baking soda. Đây đều là những nguyên liệu lành tính, có nhiều công dụng cho việc loại bỏ mảng bám, vết ố trên răng. Xây dựng chế độ ăn khoa học. Những thực phẩm có màu đậm, có ga, có cồn như cà phê, thuốc lá, bia, phẩm màu từ bánh kẹo khiến mảng bám ố vàng tích tụ trên răng ngày càng nhiều, khó làm sạch hơn. Vì thế, bạn nên loại bỏ những thức ăn, nước uống này khỏi thực đơn hàng ngày của mình càng sớm càng tốt. Và đây là những điều bạn cần lưu ý. Không ăn các thức ăn cứng, dẻo như kẹo cao su, caramel. Hạn chế ăn vặt, đồ ăn ngọt trước khi đi ngủ. Không sử dụng đồ uống có màu như cacao, rượu vang, Coca-Cola. Hạn chế đồ uống có ga, các chất kích thích, rượu bia. Thăm khám định kỳ khi niềng răng. Thăm khám định kỳ là điều rất cần thiết nếu bạn muốn có được hàm răng đẹp và khỏe mạnh. Thăm khám giúp bác sĩ nắm rõ tình trạng răng miệng hiện tại và xử lý nhanh chóng nếu có vấn đề xảy ra. Ngoài ra, để tránh những trường hợp răng đổi màu sau chỉnh nha, hạn chế những vấn đề không mong muốn trong quá trình niềng răng,
Bạn nên đến những địa chỉ nha khoa uy tín và chất lượng như nha khoa Lê Đông để được tư vấn và thăm khám thực hiện nhé. Nha khoa Lê Đông với 30 năm hình thành và phát triển luôn tự hào trở thành địa chỉ cung cấp các dịch vụ nha khoa uy tín hàng đầu. Khách hàng tẩy trắng răng sau khi niềng răng tại nha khoa Lê Đông sẽ được sử dụng công nghệ tiên tiến nhất, giá cả phù hợp nhất, quy trình chuyên nghiệp đảm bảo vệ sinh an toàn, chăm sóc tận tình chu đáo, cam kết bảo hành tận tâm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay muốn tư vấn giải đáp gì về chủ đề này, bạn hãy để lại comment bên dưới. Tôi và đội ngũ bác sĩ tại nha khoa Lê Đông luôn đồng hành cùng bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một địa chỉ nha khoa uy tín về niềng răng, bọc răng hay trồng răng, hãy liên hệ với nha khoa Lê Đông qua số điện thoại hoặc tham khảo địa chỉ nhakhoaledong.vn để được tư vấn miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.